Chương 1 Vân Châu Bạch Gia Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một điểm bạch quang từ vũ trụ mênh mông trung tâm nở rộ, dùng vượt qua tưởng tượng tốc độ dây lát ở giữa quét ngang cả cái vũ trụ, vô số tinh hệ về tại hư vô. Lam Tinh, 11 giờ đêm, mới vừa tan việc Bạch Đông Lâm mệt mỏi đi ra công ty tòa nhà lớn. Bạch Quang quét qua, hắn thân thể theo lấy Lam Tinh đồng thời hóa thành hư vô. Đúng lúc này, một cổ khó hiểu năng lượng trống rỗng xuất hiện, lôi theo lấy hắn linh hồn phá vỡ không gian, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ta là người nào? Đây là nơi nào? Ta, chết rồi. Một cái giật mình, dây lát ở giữa thanh tĩnh, một cổ mãnh liệt sợ hãi, không cam sông lên đầu. Ngốc trệ hồi lâu, hắn tâm lý mới thoải mái, chết đều chết rồi, còn có thể thế nào? Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lực chú ý liền bị chính mình hiện tại trạng thái hấp dẫn người chết qua đi liền là cái dạng này sao nguyên lai người thật có linh hồn a à, cái này là địa phủ luân hồi chi địa sao bạch đông lâm linh hồn bị một cổ thất thải quang mang bao vây lấy tại đen kịt một màu không gian bên trong nhanh chóng xuyên toa thất thải quang mang dần dần dung nhập linh hồn bên trong không phân khác biệt lòng hiếu kỳ thoáng qua một cái liên miên bất tận cảnh tượng để hắn buồn ngủ không biết qua bao lâu cũng đã nhớ không rõ tỉnh ngủ bao nhiêu lần chỉ biết mỗi lần tỉnh lại đều vẫn là tại đen nhánh không gian bên trong xuyên toa bạch đông lâm ý thức là thanh tĩnh cũng có thể dùng dựa vào con mắt quan sát bốn phía nhưng là không thể khống chế chính mình linh hồn cái này là cái gì đen nhánh không gian rốt cuộc có biến hóa một chút hình ảnh vỡ nát chợt lóe lên mặc dù rất mơ hồ nhưng là tại cái này một thành bất biến không gian bên trong còn là dây lát ở giữa hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Phá toái hình ảnh càng ngày càng nhiều, trực tiếp hướng hắn mà đến, hắn trợn to con mắt, rốt cuộc thấy rõ, kia là Một thân cao không biết bao nhiêu đại hán, vô số tinh hệ vòng quanh khắp người, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ, hai tay giơ cao cự phủ, ra sức hướng về phía trước bổ tới. Hình ảnh thoáng qua tức thì, lại vừa vỡ phiến hiện lên một khỏa cây nhỏ phá vỡ vô tận không gian toái phiến, xuyên toa chư thiên vạn giới, sợi rễ khẽ hấp, một phương vũ trụ mênh mông dây lát ở giữa phá diệt. Một bạch y nam tử, chân đạp ba chân hai tay thanh đồng cổ đỉnh, cùng mặt mang thanh đồng mặt nạ nữ tử kề vai đi tới. Một phiến tử sắc quan mang đột nhiên tràn ngập hắn ánh mắt, một vị thân xuyên hắc bào nam tử, đỉnh đầu lơ lửng một chiếc gương cổ, này kính không phải vàng không phải sắt không phải đá không phải ngọc, chỉ gặp hắn quay tít một vòng, dây lát ở giữa tử sắc quan mang quét ngang chư thiên vạn giới đầu rồng đuôi rắn huyền quy sau lưng màu đen vô tự thạch bi vừa sải bước qua đạp nát tinh hà rắn khổng lồ chín đầu cùng một cái đầu đuôi tương liên ngân xà thảm liệt kịch chiến dư ba quét qua thế giới phá toái vũ trụ tịch diệt vô số hình ảnh tiếp tục thoáng hiện hắn cuối cùng thị lực cũng chỉ có thể xem hắn vạn nhất sau lưng hát bạch sông kiếm nam tử cưỡi thanh ngưu lão giả mặc vào áo khoác trắng kính mắt nam cùng một tôn toàn thân hư thối đại Phật ngồi đối diện nhau, một pháo oanh bạo tinh hà siêu cấp chiến hạm. Vô số hình ảnh điên cuồng thoáng hiện, bạch quang liền thành một mảnh trắng xóa, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, tư duy cũng rơi vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, một đạo màu đen khe hở đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đem bạch đông lâm linh hồn dây lát ở giữa hút vào. Nam Dương Quốc, Vân Châu, Bạch Thành bạch gia tư thuộc truyền đến tiếng đọc sách, chỉ bất quá tại tháng 8 thái dương nướng phía dưới, cái này tiếng đọc sách có chút hữu khí vô lực, còn không bằng ngoài cửa sổ trên cây biết tiếng đến đến vang dội. Đã thập nhất tuổi bạch đông lâm nhắm nửa con mắt, gật gù đắc ý theo lấy hưởng ứng, tầm tư sớm liền bay đến lên chín tầng mây. Ta đây là đầu thai chuyển thế đi. Không phải hồn xuyên, cũng không phải thân xuyên, là trực tiếp đầu thai đến cái này vân châu bạch gia hẳn là hài nhi thân thể quá mức yếu ớt tiếp nhận không được ta linh hồn thẳng đến mấy ngày trước đây mới từng bước thích ứng phá thai bên trong chi mê thức tỉnh kiếp trước ký ức làm đến xả súc đại quân một thành viên bạch đông lầm kiếp trước sâu nhậm phúc báo ảnh hưởng lại thêm cô nhi thân thế không chỗ nương tựa phải bỏ ra càng nhiều cố gắng mới có thể có tôn nghiêm sống sót cường độ cao công tác ngăn chặn đại bộ phận giải trí hoạt động chỉ có tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn xem tiểu thuyết thành hắn duy nhất tiêu khiển, cho nên xuyên việc cái gì, hắn là hết sức quen thuộc. Không thích hợp à? Không lẽ ta mười mấy năm nhìn tiểu thuyết đều là gạt người hay sao? Nói tốt kim thủ chỉ đâu. Bạch Đông Lâm đổi một cái tay chống đỡ cái cầm, thở dài, chỉ có chết qua một lần người, mới biết sống sót tươi đẹp đến mức nào. Kiếp trước đêm khuya tan việc, chết tại một trận mãnh liệt bạch quang, linh hồn bị cuốn vào một cái đen nhánh không gian bên trong kinh lịch dài dằng dặc thời gian xuyên toa nhìn thấy qua rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng thật vất vả mới nhìn đến đầu thai chuyển thế khi chủng cô độc bất lực tuyệt vọng hắn lại cũng không nghĩ lặp lại lần thứ hai cho nên hắn cực kỳ khát vọng có thể nắm giữ các chủng thần kỳ kim thủ chỉ bất kể là lão gia gia giới chỉ còn là đậu bỉ hệ thống chỉ cần có thể để hắn biến cường mạnh đến lại cũng chết không được mặc dù cái này một thế đầu thai chuyển thế hào môn làm ăn chơi thiếu gia cũng có thể thư thư phục phục vượt qua một đời nhưng là hắn hiện tại thật rất sợ chết cho dù là chết già cái này thế giới có thể không phải phổ thông cổ đại thế giới là có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới dùng trước mắt hắn tiếp xúc đến đây ít nhất là một cái trung ma thế giới thiên địa bên ngoài đến cùng rộng lớn bao nhiêu không phải hắn hiện tại có thể hiểu rõ cái này dạng thế giới lão chết nói không chừng cũng là một chủng hy vọng xa vời Muốn chi Bạch gia là thừa kế Trấn Quốc đại tướng quân, ra trận giết địch cơ hồ là mỗi cái Bạch gia tử đệ đều cần phải kinh lịch. Ra trận giết địch, gia ngựa bọc thay. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiến trường có thể chân chính sống đến sau cùng có thể có mấy người. Đặc biệt là cái này chúng nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới, lấy địch tướng thủ cấp bất quá là chuyện thường ngày. Thôi, nhiều nghĩ vô ích. Không có kim thủ chỉ, ta còn có đến từ kiến thức của kiếp trước không liền là phạm nhân lưu bắt đầu sao? Lưu ta đều hiểu. Đến trưa thời gian, liền tại Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung ở giữa, lặng yên chạy đi. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, tán học. Bục giảng bên trên tiên sinh, lắc đầu đi ra học đường, hắn đối cái này bày bạch gia tử để biểu hiện đã nhìn quen. Dùng hắn lại nói, cái này là một đám vũ phu, đầu óc bên trong đều là bắp thịt gia hỏa. Bất quá hắn cũng lý giải, tướng quân phủ xưa nay sùng vũ yếu văn, như là không phải sợ về sau ra mù chữ tướng quân, bại hoại bạch gia thanh danh, cũng sẽ không dùng nhiều tiền mời bọn họ những này tiên sinh đến dạy học. Hắn đối với mấy cái này học sinh yêu cầu không cao, chỉ ít có thể hiểu biết chữ nghĩa, xem hiểu binh pháp, sẽ không hành binh bày trận làm cái gì tướng quân. Làm một cái đầu bếp còn tạm được. Bất quá, bạc là thật hương. Ừm. Hạ học đi. Lão bác, thập nhất, Chúng ta đi diễn võ trường nhìn dạy dỗ điển võ A. À. Đi, đi, cùng đi, cùng đi. Tiểu thập tam ngươi không cùng chúng ta đi sao? Ta không đi, ta còn muốn về viện bên trong nuôi chim rồi. Bạch Đông Lâm dụi dụi con mắt, phản phất mới vừa tỉnh ngủ, xông trước mặt một đám tiểu thí hài khoác tay áo, đuổi đi bọn hắn. Nhìn có cái gì dùng? Niên kỷ còn nhỏ, không thể tập võ, nhìn cũng chỉ có nóng mắt. Có cái này công phu, còn không bằng trở về đem nhị ca điểu chiếu cố tốt, hy vọng cái này lần nhị ca từ tông môn trở về, có thể cho chính mình một chút kinh hỉ. Nghĩ lên hắn cái này nhị ca, bạch đông lâm giây lát ở giữa tinh thần tỉnh táo, hắn có thể là từ nhỏ nghe lấy nhị ca truyền thuyết lớn, thiên phú dị bẩm nhị ca bái nhập tu sĩ tông môn, còn là Nam Dương quốc xếp hạng trước 10 môn phái. Nam Dương quốc địa vực rộng rãi, nhân khẩu mười mấy ức, so trước đó thế đại quốc, cũng không kém bao nhiêu, nghĩ đến cái này trước 10 môn phái, nhất định rất mạnh. Bạch gia có thể đứng vững vàng ngàn năm không ngã, khẳng định cũng không đơn giản, diễn võ trường dạy dỗ biểu hiện ra đồ vật có lẽ không phải Bạch gia áp đáy hầm bản sự. Dùng ta chủ mạch tử đệ thân phận, những này đồ vật sớm muộn đều hội tiếp xúc đến. Bạch gia phát triển ngàn năm, nhân khẩu tự nhiên không ít. Không chỉ có chủ mạch người ở tại cái này tướng quân phủ, không ít chi mạch đệ tử cũng ở chỗ này, kế thừa đại tướng quân đầu hàm bạch gia tử đệ vì chủ mạch, còn dư vì chi mạch. Tuy có chủ chi phân chia, lại không có tôn ti chi biệt, nói cho cùng thân thể bên trong huyết mạch là làm giả không được, đều là chính mình người. Bạch Đông Lâm phụ thân liền là đương kim trấn quốc đại tướng quân, trắng lệ, một cái trấn áp phía nam các nước nam nhân. Bạch Đông Lâm cái này một thế mẫu thân xuất thân thấp hèn, là đại phu nhân, cũng chính là hắn đại nương của hội môn nha hoàng mặc dù là nha hoàng, lại bị từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại phu nhân xem là tỉ muội. Đáng tiếc lại bởi vì thể chất yếu đuối, lại chưa từng tập võ, tại sinh ra Bạch Đông Lâm về sau, liền khó sinh tạ thế. Cái này trong phủ tướng quân ngược lại là không có xuất hiện kiếp trước tiểu thuyết bên trong cẩu huyết kiều đoạn, không có làm sằng làm bậy ác tớ, ngược lại là đều đối hắn cung cung kính kính. Cũng không có huynh đệ tỉ muội đến khi phụ hắn, ngược lại bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất, lại từ nhỏ không có mẫu thân, đều đối hắn yêu mến có thêm. Đại phu nhân càng là coi hắn là thành thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Không lẽ ta không phải nhân vật chính mô bản, mà là diễn viên quần chúng. Không có kim thủ chỉ cũng liền thôi, liền tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh cũng không có, để Bạch Đông Lâm một dạo hoài nghi mình liền là cái đóng vai phụ, về sau gặp phải thiên mệnh nhân vật chính, tiễn tiễn kinh nghiệm, tiễn tiễn phúc lợi, lĩnh xong cơm hộp liền xong việc càng nghĩ càng cảm giác tiền đồ xa vời, cần phải mau chóng tiếp xúc tu luyện, không có kim thủ chỉ liền phải dựa vào chính mình cố gắng. Đáng tiếc Bạch Gia quy định chỉ có tuổi tròn 16 mới có thể tập võ, quá sớm tập võ nhẹ thì ảnh hưởng trưởng thành, nặng thì trực tiếp luyện thành tàn phế. Chỉ có nghĩ biện pháp để nhị ca giúp đỡ, xếp hạng trước 10 tông môn, không có khả năng hội hạn chế luyện võ tuổi tác. Nhị ca có thể là 6 tuổi một năm kia liền bị một cái lão đạo sĩ tiếp đi. Cho nên, trước mắt ta có thể làm, còn là chỉ có dưỡng tốt nhị ca điểu. Nhìn do ta khổ cực dưỡng điểu phân thượng, cho cái 10 bản 8 bản thần công bí tịch, hẳn là rất hợp lý a. À? Siêu phàm con đường sao mà khó vậy, không có người dẫn đường, nghĩ tiếp xúc cái kia thế giới cũng khó như lên trời. Bất kể như thế nào hắn đều sẽ không từ bỏ truy cầu siêu phàm lực lượng. Chỉ có trưởng khống lực lượng người mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh cái này một thế hắn không nghĩ lại tầm thường vô vi hắn muốn nắm giữ chính mình vận mệnh kiếp trước chết đến không hiểu thấu cái này một thế muốn sống đến rõ ràng bạch đông lâm ra tư thục trực tiếp bò lên trên giường ở cửa vào xe ngựa bạch gia phủ để chiếm diện tích cực lớn các đại viện ở giữa cần dùng xe ngựa thay đi bộ đi ta đại nương chỗ kia được rồi thiếu gia ngài ngồi vững vàng nghe trọn bộ tại mê truyện audio com linh trực tiếp ở phần mô tả